Thưa quý vị, cứ vào tháng 6 hàng năm, Hội Phụ nữ Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an thành phố tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để tôn vinh giá trị gia đình, sự chăm sóc dành cho trẻ em. Ngày hội năm nay đề cao bữa cơm gia đình nhằm gắn kết, chia sẻ của các thành viên. Đặc biệt với những chiến sĩ công an, dù bận rộn với công việc, nhưng những bữa cơm gia đình luôn mang ý nghĩa tinh thần quan trọng, giúp cho họ có thêm động lực để luôn vững vàng trong công tác. Ngay từ sớm, 18 gia đình đến từ 18 hội phụ nữ cơ sở trực thuộc với đại diện là bố mẹ và con em đã tất bật chuẩn bị mọi mặt cho ngày hội gia đình kết nối yêu thương. Với việc lên thực đơn một bữa cơm gia đình đảm bảo mọi yếu tố, vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội cho các gia đình thể hiện tài năng. Đối với em Trần Đỗ Ngọc Tú, 13 tuổi, đến từ chi hội phụ nữ cơ sở phòng tham mưu, được tham gia ngày hội là một món quà bất ngờ. Con cảm thấy rất là bất ngờ bởi vì hôm nay chính bởi vì ngày 28 tháng 6, ngày gia đình Việt Nam chính là ngày sinh nhật của con. Và hôm nay con theo mẹ con và bố con đến đây để tham gia việc trang trí và giúp đỡ bữa ăn của gia đình. Và con mong là sau này thì cán bộ chiến sĩ và thành phố Đà Nẵng, công an thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức tất cả các ngày hội này thêm một lần nữa để con có thể tham gia và giao lưu cùng với mọi người. Tại ngày hội gia đình kết nối yêu thương năm nay, những cán bộ chiến sĩ công an nam giới cũng vào bếp để cùng chị em chuẩn bị một bữa ăn thật tươm tất. Theo các anh, được giúp đỡ và san sẻ công việc nội trợ với một nửa của mình là niềm vui hàng ngày. Và một món ăn này tôi thường thể hiện nấu cho cái gia đình nhỏ của chúng tôi. Và cũng thông qua đây thì cũng rất mong các cái gia đình của cán bộ chiến sĩ công an thành phố thì cũng có thể hiện cái tình cảm mà nó có thể nấu những món ăn này đến cho gia đình chúng ta để đạt được những tình cảm hạnh phúc nhất. Sự khéo léo và tài năng của từng thành viên mỗi gia đình thể hiện qua những bàn ăn đẹp mắt, ngon miệng đã khiến ban tổ chức gặp khó khăn khi cho điểm. Tôi có cảm nhận rằng là cái ngày hội hôm nay chúng ta rất là vui tươi, phấn khởi, nhiều hoạt động được tổ chức trong ngày hội như là trao ảnh đẹp nhất. Rồi hóa ra phần thưởng cho các em học sinh giỏi, của cán bộ chiến sĩ công an thành phố đạt giải, rồi tổ chức một bữa cơm gia đình để gắn kết tình cảm vợ chồng với nhau, các thành viên gia đình với nhau. Tôi thấy rằng qua ngày hội này nó tạo sự gắn bó kết nối không chỉ giữa gia đình, các thành viên gia đình mà các đơn vị lực lượng từ thành phố đến cơ sở. Vượt qua nhiều đội thi, gia đình đến từ chi hội phụ nữ cơ sở phòng hậu cần công an thành phố đã đạt giải nhất chung cuộc. Sự thành công của ngày hội năm nay đã và đang thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương, hạnh phúc trong mỗi gia đình chiến sĩ.